dự án mẫu Java, dự án mẫu này Java, Java form tạo cấu trúc ứng dụng và lớp kết nối cơ sở dữ liệu. Em tắt bớt một cái điện bên kia đây cho nó nhìn nó rõ. Đấy, em tắt tắt. Đấy, một trong hai công tắc đó. Không, công tắc bên này. Đấy, đỡ hơn. Rồi, ta mở nét đi nha. Demo hôm trước đã làm cái phần demo gì đây đúng không? Rồi. Bây giờ các em mở cái phần dự án mẫu trước ra. Ta tạm thời ta xóa những cái này đi. Phần cũ của ta xóa đi. Chứ ta làm được chỗ này đúng không? Rồi, bây giờ ta sẽ nhớ là phải có cái MySQL JDBC driver nhé. Mọi người tạo hẳn một dự án khác đi. Nào, bây giờ ta tạo một cái package nữa là gì? Database nhá. New này. Java package ghi là gì? Database. Các bạn nhớ tắt tiếng Việt đi. Và thêm một package nữa là gì? Mô gì? Model. Bây giờ chúng ta kiểm tra lại phần cơ sở dữ liệu hôm trước. Có những cái gì? Start hai cái dịch vụ này lên. Rồi, ta vào localhost. Xem cái database hôm trước. Cái database hôm trước là gì nhỉ? MMA đúng không? Chúng ta xem bảng product đây. Đây. Như vậy ta có product ID, code, description. Bạn sẽ xem phần cấu trúc của nó để ta tạo. Bây giờ ta sẽ có này. Product ID. Đây, Ctrl C này. Và tạo một cái class mới là gì? Là product đúng chứ nhỉ? Trong phần model new một cái Java class ghi là product finish này. Trong này chúng ta sẽ thực hiện tạo private này. Kiểu này là kiểu gì đây? Kiểu in được chứ nhỉ? Product ID. String này. Code đúng không nhỉ? Code description và list price. Code private. String này. Description và price. Thầy copy này chúng ta dễ hiểu là thầy đang lấy từ đâu nhé. Và private double list price. Ví dụ thế. Bây giờ ta gen ra.
insert code, đúng không? Ta sẽ constructor này, loại không tham số này, loại có tham số cũng được. Bạn bấm. Rồi, ok. Rồi, generate ra các thuộc tính getter, setter, đúng không? Chọn tất cả. Đấy, như vậy ta đã xong phần gì? Model. Tiếp theo, chúng ta sẽ thực hiện đến là vào cái phần database, chứ nhỉ? Thì ta sẽ viết hàm gì? Kết nối cơ sở dữ liệu. Như vậy chúng ta sẽ viết một cái hàm là new này, à, một cái lớp tên là utin chấm utin có nghĩa là utility đấy, utility tức là cái hàm, các cái công cụ xử lý. Ta sẽ viết một cái hàm là hàm gì, hàm kết nối cơ sở dữ liệu, chứ nhỉ? Như vậy chúng ta sẽ thực hiện tạo các cái đối tượng, ví dụ như ta có thể là public static đây, public này static connection. Nếu mà bạn bạn có thể sử dụng là thôi rồi, connection nữa. Các bạn nhớ chọn là com.mysql.gdbc nhé. Các bạn nhé. Đấy là connection ở trên nhỉ. Ok, connection. Rồi ok. Nào, ta sẽ thực hiện viết một cái hàm là public này, static, đúng không? Nếu bạn muốn nó đồng bộ dữ liệu, hoặc bạn có thể chọn là synchronize. Yeah. Và bạn ghi là get gì? Get connection, đúng không? Hay open connection này cái gì đấy? Ví dụ ghi là open đi. Ok. Thế thôi, đúng không? Nhưng chúng ta cần phải trả về kiểu dữ liệu, đúng nhỉ? Kiểu dữ liệu ở đây là gì? Kiểu gì? Kiểu connection nhé. Ok. Như vậy chúng ta sẽ dùng cái này. Nếu bạn dùng SQL Server thì bạn phải chọn đúng cái driver của nó nhé. Ok. Nào, bây giờ ta sẽ tiến hành là kiểm tra nếu như connection, connection đúng không? Connection này mà khác null nhỉ? Connection và khác null thì ta gì ấy? Return connection được chứ nhỉ, tức là nó đang tồn tại connection. Yeah. Các trường hợp khác thì ta gì, thực hiện else bây giờ bạn mở một cái kết nối cơ sở liệu thì chúng ta phải có gì, chuỗi kết nối cơ sở liệu, đúng không? Đúng không, là gì, url gì, url nha. Nếu mà bạn dùng MySQL thì như hôm trước mà thầy viết cho các bạn ấy là gì? GDBC 2 chấm, đúng chưa? MySQL, chứ nhỉ? 2 chấm sổ chéo localhost, chưa? Tên cổng của nó là gì? 3306. Tên cơ sở dữ liệu là gì các bạn? Cơ sở dữ liệu đây là MMA, đúng chưa? MMA. Nếu bạn sử dụng SQL Server thì chúng ta cũng chú ý là gì? Ta có này, string này, url, ví dụ đi, thầy ví dụ đi, string url 1, đúng không? Thì bằng cái gì các bạn, còn nhớ không? Gì? GDBC 2 chấm gì? Còn nhớ không? Còn nhớ không? Mặn GDBC này, cái này à, đúng không? Hay là xong bắt đầu ta có sổ chéo này, localhost này, một gì, 14 gì, 33 làm gì nhỉ, chấm phẩy này, database name, bằng tên database, ví dụ như MMA, thầy đang ví dụ thôi, đúng không? Và chúng ta chỉ cần thế thôi, đúng không? Là ok. Đấy, như vậy chúng ta cần chú ý để ta có thể viết được một cái chuỗi kết nối cơ sở liệu nhé.
Nếu nó không phải là local host mà nó lại là một cái gì đấy thì chúng ta sẽ phải, ví dụ như là nó lại phải kiểu này này, giả sử nó là local host này mà bạn lại muốn nó sổ chúng một cái gì đấy thì nó lại như này, ví dụ như là nó lại kiểu này này nhá, nó lại phải là SQL Server Express. Yeah, nó lại thế này cơ, kiểu kiểu đấy. Tóm lại là cái món này này các bạn kết nối tùy thuộc vào, có trường hợp nó là local host, có trường hợp nó bạn dùng SQL Express thì nó lại là như thế này nhé. Yeah. SQL Express 2.1433 kiểu kiểu đấy, các bạn chú ý. Nhưng mà vì đang làm ở trên này, thầy sẽ làm đúng như thế như nhỉ. Bạn sẽ khai báo string, yeah, user nhỉ, yeah, bằng của thầy là bằng root. Nha, yeah, string path bằng gì? Ok, xem đúng không nhỉ? Bây giờ chúng ta tiến hành mở kết nối cơ sở dữ liệu, ta dùng gì? Try nhỉ? Yeah. Get thì chúng ta có thể ghi là e.print chạy ghi ở đây đúng không nhỉ? Còn chỗ này chúng ta mới thực hiện là gì? Class chấm gì? For gì? For name. For name thì bạn sẽ còn ghi ở đây trên này này. Chúng ta ghi là com.mysql.jdbc.driver để đỡ sai ta cắt cái này hôm nay. Đấy. Được chưa nhỉ? Như hôm trước đã làm đúng chưa? Chúng ta có connection này. Đúng không? Thì bằng gì đây? Driver manager. Đúng chưa? Chấm gì? Get gì? Get connection, ta dùng cái này nhé. URL này, user password này. Đấy, ok. Nhưng nó bắt chúng ta phải ép gì? Ép kiểu. Đấy. Tích vào đây thế nào? Ô, ok nhé. Cuối cùng là gì? Return gì? Return connection. Đấy. Đây là hàm gì? Hôm trước bạn chú ý là hôm trước chúng ta viết là ta viết kiểu này. Ta viết cái kiểu là vào cái một cái đây này, ta viết kiểu như thế này này là ta chạy trực tiếp, nhưng ở đây ta là viết thành hàm các bạn nhé, ta viết thành hàm. Có hàm mở thì phải có hàm gì các bạn? Đúng rồi, public nhỉ, yeah, static synchronize nhỉ, yeah. Chúng ta ghi là void close connection. Yeah. Chúng ta cũng kiểm tra là nếu như nó khác null thì mới thực hiện đúng không? If mà cái connection khác null thì chúng ta mới tiến hành try gì? Try get. Yeah. Thì chúng ta sẽ connection.close. Nha. Yeah. Connection là chấm gì? Chấm close. Sau đó nếu kết thì chúng ta kệ. Trong cái phần finally bạn phải gì? Gán nó bằng null. Yeah. Connection nhận giá trị bằng null. Đấy. Được chưa nhỉ? Được chưa? Thế thôi. Thì kiểu gì nó cũng sẽ bằng null thôi. Ta đóng này xong cuối cùng ta gắn connection bằng null để đỡ tham chiếu lung tung. Rồi, đó là cái việc ta viết cái class liên quan đến việc gì? Util nhỉ. Class util bao gồm có mở cái nội cơ sở dữ liệu và đóng cái nội cơ sở dữ liệu. Đặc biệt chú ý phải sử dụng SQL server MySQL driver ở đây, còn nếu không bạn sẽ phải cái gì SQL server JDBC4 gì đấy nhé. Ok. Thì đấy là cái phần thứ nhất.